gỡ luôn hay không đây? Divine đang phải dần trưởng qua The Box và có dao. Có dao đến từ Divine và lại tiếp tục là dao nhưng mà James. Ô cái gì thế này? Cái gì thế này? Vâng một với đường di chuyển này và timing này thì sẽ là A, nhưng mà có lẽ họ sẽ không đoán được ra là bom xe A có đến 4 người đâu. Nào bây giờ bắt đầu đấu súng rồi, Divine Ruby nằm xuống, Magic gặp khó và Magic chỉ đổi một mà thôi. Xin nhắc lại với anh em là 4 người ở A, Astralis chỉ đổi được có 2. Và bây giờ những vị trí đẹp của VP với cái bom này họ đang giữ ở nhà, có một người ở pit, đó là vị trí của James. Buster sẽ là key player với một cái PA50 và một cái giáp 2. Một cái giáp 1 thì đúng hơn. Spike không có, mình giáp trên người, không có kit đến từ bên phía team Archalit. Và bây giờ thì bộ não 8 cần cùng với Spike, Glassmeter làm gì đây? Một cú flash là rất đẹp và bây giờ thì hết flash rồi và ngay tức vị trí label gặp khó. Spike đổi được một và hãy cùng xem nào, Spike có làm một tình huống clutch thành công hay không đây? Một tình huống rất khó khi mà vị trí trong sai múa quá dẻo đến từ Buster. Và em key round rồi và V2Pro đang muốn đánh vào vị trí nối của Spike. Nào, Sipax giữ nối liệu rằng có giữ chắc đấy không đây? Gọi thêm cả đồng đội về rồi, đó là vị trí của anh chàng Divine. Clavo móc cục middle rất nhanh. Archalit đang có được thiên cơ nha. Magic hạ cục đi sàn gì rồi? 5v4 thì bên với team Archalit. Nhưng Quy Cut vừa đổi mạng Divine. Magic có double kill. James bắt điện người Biter và biết là khu bom sẽ clear rồi. 1 phút 10 giây, VP hoàn toàn có thể chạy thục mạng về khu bom CB nha. Nhưng mà Jackie đang lại vào đến khúc library rồi. Vẫn có thể đánh được vào A đến từ các anh viên bên với team VP. 5v5 ở trong bom xe và bây giờ thì liệu rằng có đổi hướng đến từ VP hay không đây? Và có vẻ như là họ đã đoán được ra đổi hướng ngay lập tức. Và trong tình huống này Yikina bắt thêm chiêu Shipback nữa. Khó rồi các thành viên bên phía team Archalit. Mặc dù bắt bài là quá chuẩn xác, nhưng sau đó với một tình huống xử lý tốt đến từ bên phía team VP thì bây giờ mới là những người gặp khó là Archalit đây. Dupi đang có tình huống đi và ngay tức đi vào tâm của Buster. Một tiếng không nghĩ rằng đối phương đã kề lại và vẫn là con số âm 1 đến từ cái tên Dupree. Mà Hitboy có lẽ chỉ đi xếp súng mà thôi. Chắc chắn rồi, 1v3 bom đặt ở B, vị trí xấu. Magic sẽ làm điều đơn giản là đi xếp súng và tỷ số sẽ là 4-1 dành cho V2Pro Party Master. Chính xác rồi, bạn không thể một mình chống Mafia được. Nhưng mà Glavo đang có lên tiếng khi bắn yếu ở vị trí James cùng với đôi Yekinda. Tạm thời chúng ta thấy trong tình huống này 3v3 những lượng máu là những cái thì các thành viên bên phía team Archer có lợi thế hơn. Và trong tình huống này thì đó là quả nét rất chính xác đến từ những cái Magic Boy. Ruby kết thúc nốt cái mạng của Sanji đem về ra thứ 3 dành cho bên phía team Archer. Tôi nghĩ rằng các thành viên bên phía team VP họ không muốn đánh vào bề nữa rồi, họ muốn về A, nơi mà các thành viên bên phía team Archer đang có đến 3 A. Một quyết định đâm đầu vào đá rồi. Đâm đầu vào đá, nhưng liệu rằng chúng ta xem nào. Archer hòn đá này có đủ để các thành viên bên phía team VP đây rồi, có vẻ đang muốn đâm đầu vào trứng hơn là thay vào đâm đầu về đá. Khi bom CB chỉ có hai người mà thôi, đó là vị trí của một Glavo cùng với cả Divine. Những cái vấn đề bộ đôi này có bom, một quả lửa cùng nó một quả smoke, ngay tức Divine có cái mạng Sanji. Bây giờ thì đang phải chậm lại để đội bên phía team VP, nhưng không thể chậm lại nữa khi thời gian đã không còn. Double kill dành cho Divine và Glavo và Shipback mỗi người có một mạng đem về là thứ tư dành bên phía team Archalit. Đang bắn đến một người mini pit và một người trong sai, nhưng Glavo vừa rồi đã có được mạng không, đó là Divine. Magic bắt đi vị trí Jekinda và bây giờ thì Sanji đã nằm xuống dưới đôi bàn tay của Magic rồi và đó là triple kill dành cho Magic. Nào Glavo bắt Tha Minh, liệu rằng Tha Minh có chuẩn hay không? Glavo double kill đến từ Glavo. Đó là hai cái mặt dành cho Glavo. Mặc dù chúng ta thấy rằng người đi thứ hai đã ra sau quả smoke ngay lập tức rồi, nhưng mà cái tên Glavo IGL quá chắc vẫn lên tiếng đi vai hạ san gì ở đây. Và có thể sẽ là triple kill, nhưng không được rồi. Buster có tình huống tác phong rất chuẩn nhưng không thể làm gì đã ở City. Quả smoke này sẽ được trả ra là che đi khu banner có kit trên người thành viên bên phía team VP. Và bây giờ thì đây rồi, một tình huống một quay cất bắn vào mồm Dupree. Khu vực còn trách còn đến hai người, nhưng Glavo Magic Boy mưu không mạng. James đổi mạng Glavo là nhanh chóng được chúng về là 3v3, nhưng Buster ở đây cũng có một mạng tiếp theo. James double kill, Sipax, Clutch Minister, liệu rằng có kịp không đây? Double kill dành cho vị trí Clutch Minister rồi và thời gian là không đủ. Không có kit, sẽ làm nào thi đấu mà bên phía của team Archalit họ có kê lại khung quân trước sân hay không đây? Có kê và bây giờ thì Glavo hạ cũng đi Buster không? Đó là quả lửa của Magic cơ. Nhưng James hạ cũng đi Glavo được tình huống là 3v2 rồi. Magic Boy bây giờ đang bắn một góc hơi khó nha. Magic Boy sẽ bị trách bởi James và đó là cái có mạng luôn. Không còn cơ hội nào nữa dành cho vị trí Dupree khi mà trên tay có một khẩu mạng 10 yếu máu và những khẩu súng to thì đã bị hạ gục từ rất nhanh. Nào, họ bắt đầu lên Bosea rồi, nhưng đây sẽ bị góc quá những quả smoke. Quy cơn ở đây cơ skill đổi một chiếc kiếm của Magic Boy, nhưng Magic cũng đã bắn yếu lắm rồi. Jekinda đẩy cũng biết đồ và bây giờ thì Jekinda đổi hai.
Jay Kinda. Không có qua đá kill khi đó thì ngoan tốt đến từ Diva. Góc kê này là đẹp đấy của James, double kill của James, triple kill của game. Quay cất trước đó có mạng của Magic Boy và Diva đổi được hai, nhưng mà Diva liệu rằng có thể 1v3 thành công không đây? Và không được rồi, khi đó là qua đá kill dành cho James. Hơi khó dành cho round thi đấu này đến từ VP khi mà Dupree có được một mạng rồi. Sam gì đổi một nhưng mà những vị trí của VP đã lộ ra. Glaivor bắt cái Buster và đây là tình huống 5-4 nhưng có vẻ như sẽ để thua đến từ V2Pro rồi. Cơ hội là thấp dành cho James. Magic đổi một và bây giờ sẽ là một tiếng truy cùng diệt tận hay không? Không rồi, James đứng vị trí này 100 máu vẫn còn sống. 3 bộ CB rồi. Vậy cùng xem bộ 3 này đổi được mấy mạng đây. Yekina có được cái đầu Magic Boy. Bây giờ Sanji đã hạ gục vị trí Playboy. Dupree đổi được 1, Dupree đổi được 2 và Sipac cũng có mạng Buster. Và từ một tình huống 5v2 nó chuyển thành đó là 2v2. Và bây giờ thì Dupree còn lại 9 HP, nhưng đây sẽ là một tình huống Dupree có cơ hội kế trước với các thành viên bên phía TVP. Round thi đấu này thì VP họ sẽ phải thực hiện một tình huống clutch thôi, chứ không thể xếp được nữa rồi khi mà lượng tiền trên người họ là cực kỳ yếu. Nào bây giờ thì James đã lộ tiếng ở City rồi đấy. Không còn một chút bom mìn nào cả, cũng chẳng có kit. Và bây giờ Dupree bắt thăm mình ra và đó là mặt dành cho vị trí Dupree. Xong rồi. Càng bắn Dupree bắn càng đáng sợ và bây giờ chỉ còn mình Quicker thôi. Có kit trên người đấy nhưng mà đã bị phát hiện ra rồi. Nào bây giờ Quicker bắt được một nhưng tham mình nó là không ủng hộ Quicker nữa rồi. Tìm làm sao được Sipex đây và đó là một tình huống ra khi mà tham mình đã không còn những pha xử lý về sau của Quicker. Sợ đâm đầu vào Platinum ấy chứ, con đá thì khác Charlotte hơn người và họ vẫn còn bom để ném về CT như thế này thì làm sao mà retake được đây. Ok kê trong tay Divine. Hai quả smoke nở như này có khác gì là dấu chấm hết đâu. Nào bút người lên, tôi nghĩ rằng Divine sẽ kê đôi và đúng là như vậy. Hết rồi. GG, well play. Vậy là Charlotte sẽ chiến thắng ở trong map pick của đối phương với tỷ số là 16-13. Không còn cơ hội dành cho King James nữa khi đây chỉ là một cầu UVP-45. Và bây giờ tình huống là 4v4, cái quả bom này nó sẽ được đặt thành công với cái tay của anh chàng Sipex. Và chúng ta hãy cùng xem bảo vệ quả bom này có được hay không đây. Sanji bắt được người thứ hai của Charlotte rồi. Tiếp theo Glaivor đã lộ vị trí ở khu vô lốt, nhưng Glaivor đang tập solo em. Mãi vẫn chưa có mạng đến từ anh chàng Glaivor. Các thành viên bên phía Vitus Pro họ đã được chiếm được khu bom xe A rồi. Và bây giờ Sanji bắt được Glaivor. Yekinda vẫn cẩn thận kê lại khu đằng sau. Magic có một rồi nhưng mà quả bom nó sẽ được defuse mà thôi. Yekinda bắt được đó anh chàng Luffy. Và bây giờ Magic không thể làm gì được rồi khi mà có tất ba họng súng chĩa vào người anh ta cơ. Và round thắng Pistol đã thuộc về các thành viên bên phía của Vitus Pro. Và đây rồi, thằng mình móc máy cực kỳ tốt đến từ Sanji. Double kill dành cho Sanji. Glaivor đặt quả C4 thành công nhưng chỉ có một mình Glaivor mà thôi. 1v3 làm gì đây Glaivor ơi. Chỉ có đó là 35 máu và đang ba hướng bắn anh. Và đó là round thắng thứ 3 dành cho Vitus Pro. Nhưng mà hãy cùng xem nào, 4v3 Dupree đã bắt được James rồi. Hai người yếu máu của Vitus Pro đã chết. Và Glaivor có cho mình cái double kill. Không, à không, xin lỗi các bạn, đó là một tình huống mà deny đồng đội mà thôi. Và phải bắn tốt trong tình huống này. Đi vai hạ gục được Sanji và chỉ lại mình Buster trong tình huống 1v2. Nó sẽ là khó và quyết định của Buster có lẽ chỉ là đi xếp súng mà thôi. Nó thường có những cái góc đứng cả xa cả gần mà bây giờ thì Sanji lại đứng ở khu vực bom xe B. King James mới chỉ đổi một mà thôi. Liệu có làm đôi không, nên suýt chút nữa thì làm đôi đến từ King James. Nhưng mà đây đối phương đã đẩy đến cùng tàu dầu rồi. Chúng ta hãy cùng xem nào. Đi vai bắt được Yekinda và sẽ là khó. Quiet ở đây, Quiet bắt được Dupree và sẽ phải câu thêm nhiều thời gian, nhưng mà đến Sipex đã đẩy đến khu vực tàu dầu rồi. Nhưng mà James hạ gục được Glaivor tính hút 2v2 và sẽ phải xem hai khẩu ốp này của Vitus Pro có thể retake hay không đây khi mà Buster hạ gục được Divine và quả smoke này tan đi. Thì liệu Sipex có clutch thành công hay không đây. Góc đứng của Sipex thì vẫn chưa bị lộ và hãy cùng xem nào. Vẫn chưa ai check vị trí của Sipex cả. Bây giờ mới check nhưng mà James đã bắn chết luôn Sipex rồi. Một round đấu tưởng chừng như khó khăn cho Vitus Pro nhưng mà King James lại tỏa sáng rất đúng lúc. Và nếu như có tình huống chạy từ Magic Boy thì khả năng là anh chàng này sẽ phải nắm xuống. Thời gian thì đang không ủng hộ cho Magic Boy cho lắm. Và hãy cùng xem nào, liệu Quiet có bắt được Magic Boy không đây. Tâm của Quiet chắc chắn kê vào khu bom sai B. Nhưng mà ở đây thì đã nhìn thấy rồi, Quiet là người bắn tốt hơn. Và với cái tình huống như khi đang phải nắm xuống thì có lẽ các thành viên bên Vitus Pro họ sẽ phi thẳng vào khu bom sai B mà thôi. Có đó là hai smoke, một lửa và một flash. Sẽ cần có những tình huống ném bom tốt ở trong cái round đấu này. Vì rõ ràng anh chàng mang tên đó là Sipex ở đây đào một khẩu đùa đồ Beretta. Hãy cùng xem đùa Beretta làm mấy đây. Đùa đồ Beretta làm 1 rồi, đùa đồ Beretta chúng ta làm 2 và không thể làm 3. Sanji Buster mỗi người bắt được một mạng. Và khả năng cái quả bom này đặt thành công dành cho các viên bên Vitus Pro nó cũng là rất tốt rồi. Nhưng mà ở đây sẽ cần tính một clutch cơ. Đây quả flash trả ra đến từ Glaivor nó là vô cùng trắng. Bắt đầu ép được vào đến bom sai rồi. Glaivor cũng vào đây rồi. Buster lại xấy lôi. Glaivor vẫn còn 5 máu và để xem Pro thì never fake và King James 100 máu. Và đó vẫn là round thắng dành cho bên phía Achilles rất đẹp.
đen ở King James khi tình huống no scope đó lại là trúng chân. Xem nào, fake làm 3 rất tốt đến từ vị trí quai cơ rồi, 2v2. Và những góc đẹp thì Vital Pro họ là đều chiếm hết. Achalit họ sẽ retake một người từ City và một người từ khu vực ladder. Để xem hai người đang trốn ở khu vực hell. Magic Boy liệu có biết điều này hay không đây? Vẫn đang phải check rất nhiều góc và thậm chí Gravel còn chưa xuống được khu vực ladder nè. Có vẻ được đoán là đây là quả C4 dành cho ladder rồi. Magic Boy. Magic Boy vẫn kịp đổi một. Magic Boy làm đôi. 12-14 dành cho bên phía của Achalit. Rất chính xác đến từ Achalit. Bây giờ thì 35 giây bắt đầu ném đồ vào. Divine cần thi đấu tốt trong đoàn thi đấu này. 4 người chạy ở khu vực dưới. Và Zipback bắn đọc vào đầu quay cơ rồi. Divine cũng đã lộ vị trí. Nhưng double kill dành cho Divine. Buster đổi mạng là nhanh. Nhưng mà Jekyll Dan đang có một góc ngồi quá khó đi. Rất nhiều hướng bắn này nhưng anh vẫn có được cái đầu level. Cần sự cover tốt đến từ Buster. Nhưng Buster lại xoay lỗi. Và quả C4 này đang được đặt nhưng là Zipback. Zipback vẫn chưa có mạng nào cả đây rồi. Và đó ra ra thắng thứ 13 lại cho bên phía Achalip mà thôi. Pro họ xử lý ra thi đấu này như thế nào đây? Có mỗi 3 người và thậm chí là Dupree. Nghe thấy rất nhiều thông tin của bên phía Vital Pro vào đây rồi. Đội hình 3 bom sai B. Thì Achalit họ bắn rất chắc chắn mà thôi. Vital Pro có đến 2 thương binh rồi. Và tôi ngửi thấy mùi OT rất rõ ràng rồi. Xin phải cạn ngủ được dềm nữa. Quay cớt bây giờ vào đặt C4 thì có ý nghĩa gì đâu. Thậm chí là quả C4 nữa không được đặt vào đó là mạng cuối cùng dành cho Gravel. Dupree cùng với Divine đang có góc kê rất cường ở đây. Bắt đầu vào rồi. Divine bắn lôi nhưng Dupree làm đôi. Lợi thế hơn người đã được đảo chiều. Và Dupree quá say máu trong đó thi đấu đó. Đã phải nằm xuống rồi và King James cũng bắt được Divine nữa. 20 giây rất nhiều thời gian cho bộ đôi của bên phía Vital Pro xử lý. Magic Boy đã ra được đến khu vực tàu bom rồi. Trên tay anh là một khẩu Deagle. Để xem nào, nghe tiếng tít tít Magic Boy có vẻ như đây rồi. Lắc ra nhìn thấy một người khu vực ladder. Và quả C4 đã được đặt thành công. Hơi khó cho Magic Boy có thể xử lý được trong loạt thi đấu này. Cả hai người cũng chỉ cần 1 đến 2 viên Deagle mà thôi. Magic Boy có vẻ như rất khó rồi khi mà vị trí của anh chàng James ra được tủ điện đi gần như là trống hết rồi. Nhưng mà rõ ràng cùng xem ở đây Magic Boy nuôi đêm cơ hội và biết rằng King James đã tủ điện hay chưa. Và câu trả lời đó là chưa. Vâng, một pha bỏ người chui vào trong smoke rất hay đến từ vị trí của Divine. Lợi thế hơn người là có dành cho Achalit. Và Vital Pro họ đã đạt được quả C4 ở bom sai A. Và vị trí của Sanji cũng đang đẩy lên một góc rất đẹp rồi. Liệu Dupree có biết được điều này hay không đây? 3v2 Dupree cũng chỉ còn nửa máu mà thôi. Có kit cho các thành viên bên phía Achalit nhưng lượng bom mình là không còn quá nhiều nữa. Đầu skill xảy ra, Buster chỉ còn 34 máu như trước đó cũng hạ gục được Gravel. 2v2, Magic Boy cùng với cả Dupree cần xử lý nhanh hơn nữa. À, mình chỉ còn một nửa mà thôi. Và vẫn chưa biết được cặp đôi này của ở đâu. Thì Dupree bắn đọc vào mồm Buster rồi. Sanji lắc ra và Sanji lỗi skill. Cần phải chơi game tốt đến từ vị trí quái cớt. Và Tham Minh rất ảo lại đi qua nhau như hai người dưng rồi. Sanji bắn rơi quả C4 này. Tham chỉ còn là 10 giây mà thôi. Magic Boy bắt được quái cớt. Gravel có mạng của Sanji. 6, 5, 4 bắt đầu đặt C4 và James đang muốn lao vào nhưng mà Magic Boy cover không thành công. Quả C4 vẫn đặt thành công. Và bây giờ Magic Boy 1v2, King James chỉ còn một viên Deagle mà thôi. Bây giờ thì liệu Magic Boy biết hay không? Đây rồi, một mạng này cho Magic Boy sẽ là solo 1v1. Quả C4 này không quá đẹp nếu như mà Magic Boy đi lên khu vực KV đâu. Để xem nào, liệu có overtime thứ 4 hay không đây. Mà bây giờ thì Jekinda 1v1, Magic Boy có một quả lửa và tình huống này thì có vẻ là không muốn fake rồi. Và sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Vitus Pro. Bắt đầu tăng lên khu vực Aram đến từ Vital Pro đang có cường hai người của Achalit ở đây. Zipback bắt được 1-1 rồi. James cũng chỉ còn đó cho mình là 8 máu. Có vẻ như Pistol Round này Achalit họ đang giành quá nhiều lợi thế đi. Vẫn muốn lên bom sai A luôn. Buster chủ động trả ra mình một quả smoke và để xem liệu họ có đạt được quả C4 này hay không đây. Bắt đầu tăng vào và ba player của Achalit đã back về đến nơi rồi. Buster fake một nhịp rất cẩn thận và bây giờ thì mới đắt thành công nhưng quả smoke đã tan đi. James cần cover tốt cho người đồng đội của mình. Và xem nào, Buster lần sau quả smoke này và một mồm ngay cho Buster. Chưa có double kill và một mình King James với 8 máu. Đây sẽ là một góc check cho các thành viên bên phía Achalit mà thôi. Thậm chí quả C4 này cũng không quá đẹp và Magic Boy có kit. Đấy rồi, bắt đầu ngồi gỡ và đó là mạng thứ hai dành cho Zipek. 1-0 Divine, vị trí của anh sẽ bị check lại vào đây rồi. Vẫn có một mạng dành cho Divine. Double kill là không có dành cho Divine. James là người bắn tốt hơn cho dù anh ta mùi trắng xóa. Bắt đầu tành vào, quay cơ từ ngách giết được Zipek. Và tham mình là đủ để cho bên phía và Turbo đặt bom. Quay cơ hoàn này cho mình cái double kill trước khi phải nằm xuống. 3v2, Gravel đẩy ra và chết chảy. Một mình Magic Boy.
Với 15 máu thì làm sao clutch được đây khi nhưng mà Dupree một góc KO quá đẹp, nhưng Dupree lại bắn lưới và bom CB đang hoàn toàn clear dành cho Fighter Pro. Quả C4 này có vẻ sẽ được đặt thôi và Buster không giữ lại được bom sai. Thàn mình chỉ có đó là 5 giây. À không, chính xác hơn đó là 8 giây. Bắt đầu đặt bom thành công, nhưng đó tất cả những gì mà Sanji có thể làm được. Thời gian là còn nhiều, người thì vẫn còn, tiền thì vẫn còn khá nhiều đó, nhưng mà bây giờ thì ra đồ có mất hay không đây. Magic Boy sai tắm mình, nhưng Magic Boy vẫn kịp đó làm đôi. Có làm ba hay không đây? Một khẩu Mark 10 đang gây nguy hiểm cho Magic Boy, nhưng Magic Boy muốn tận dụng quả smoke này để có thể giết người và đã giết được rồi. Shipback hạ gục được đó anh chàng James. Tình huống chuyển thế nó 1v3, Jekin 3 đổi được một người rồi đó, nhưng vẫn còn đó là hai người nữa cơ. Hãy cùng xem nào, lắp tâm là tốt đến từ Jekin Đà và học luôn đó là Shipback. Nhưng mà vị trưởng level thì vẫn chưa bị lộ và bom rơi khu vực ngách. Hãy cùng xem, không hề có đội nào cho Jekin Đà trong đấu này. Và giờ Jekin Đà chỉ còn đó cho mình là 9 AP mà thôi. Rất xuân đến từ Jekin Đà, mà một quả smoke trả ra để chặn được đường gỡ bom. Và Magic Boy liệu có muốn gỡ luôn hay không đây? Gỡ một nhịp luôn, à không, có là gỡ luôn đến từ vị trí của Magic Boy rồi. Cover là tốt với quả lửa này. Quả lửa này nó không đốt chết, nhưng mà Buster bắt được Magic Boy và cái tham là không đủ. Và chắc chắn với viên Vitus Pro họ sẽ lên được con số 7 mà thôi. Bây giờ thì Sanji xoay ơi lôi và ngay lập tức Clayvo vả thẳng vào mồm Sanji. Lợi thế hơn người đã có dành cho bên phía của Achalit rồi. Bắt đầu tanh vào luôn không đây. Đấy là tanh vào khu bom xe A thôi. Magic Boy hạ được đó là vị trí hoàng tử James. Jekin Đà bây giờ vẫn chưa bắn chết được bất kỳ một ai cả. Cái quả bom đấy là thành công rồi. Đang hơi tốn nhiều đạn nha. Khẩu USP của Jekin Đà chỉ còn đó là 10 viên đạn mà thôi. Hết đạn chỉ cháy cầm dao ra chém mà. Hãy cùng xem nào. Ở đây Jekin Đà một tap hạ cùng Divine, nhưng sẽ cần nhiều hơn là một đến từ vị trí của Jekin Đà cùng những đồng đội của mình. Glavo đang chọn một góc đứng qua có chịu của Jekin Đà đã phải nằm xuống rồi. Glavo liệu đổi được hai không đây? Quá nhiều góc phải check, nhưng Glavo vẫn kịp đó làm hai. Và đó là bại đến từ Glavo luôn. Một lại cùng xem góc đứng của các viên bên phía của Achilles đang là có thể chơi được nha. Nhưng mà Magic Boy buộc sẽ phải làm cực kỳ tốt cho cái vai trò đó là Flagger như này. Và đây thì Sanji của chúng ta đã phải nằm xuống rồi. Không, chính xác là cái chiếc Buster cơ. Sanji đã yếu máu, nhưng mà Magic cũng chỉ đổi được có một mà thôi. Che một quả smoke ngách đến từ các viên bên phía VP. Và liệu có thể gỡ luôn hay không đây? Divine đang phải lần trượt quả smoke. Có dao, có dao đến từ Divine. Và lại tiếp tục là dao, nhưng mà James. Ô cái gì thế này? Cái gì thế này? Và một tình huống phải gọi là chim ở trong mù loà đến từ cả đôi bên.